Sài Gòn hơn 300 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh ở tuổi 40, đang nằm trong những bước chuyển mạnh mẽ của diện mạo kiến trúc đô thị. Nếu Văn Miếu Quốc Tử Giám, cầu Long Biên, nhà hát lớn là hình ảnh đại diện cho trái tim hồng Hà Nội, thì những cái tên như Dinh Độc Lập, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà, chùa Vĩnh Nghiêm của thành phố Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử và trở thành biểu tượng của hòn ngọc Viễn Đông. Dù đã hàng trăm năm tuổi, nhưng những công trình này vẫn giữ được vẻ cổ kính, nét thanh lịch giữa lòng Sài Gòn hiện đại và tấp nập. Đất Sài Gòn gia đình là nơi hội tụ nhiều dòng chảy văn hóa. Điển hình là văn hóa châu Âu được thể hiện đậm nét trong kiến trúc đặc trưng của những công trình cổ. Sự kết hợp giữa kiến trúc Pháp, Việt đã trở thành một quỹ di sản kiến trúc mang ý nghĩa lịch sử, kết hợp hài hòa với các thành phần kiến trúc và cảnh quan đô thị truyền thống, tạo nên nét đẹp hấp dẫn riêng cho nơi đây. Quý vị khán giả thân mến, được sáng tạo bởi bàn tay và ý tưởng của người Việt, Dinh Độc Lập đã trở thành một biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh và là một điểm đến yêu thích của nhiều du khách khi đặt chân đến thành phố này. Nơi đây là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của cả nước nói chung, là biểu tượng của chiến thắng, của sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ mà bản thân Việt quý rất tự hào khi nhắc đến di tích lịch sử này. Dinh Độc Lập là một công trình kiến trúc đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, dinh được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Ngày 23 tháng 2 năm 1868, Thống đốc Pháp tại miền Nam Việt Nam là Clara Dierre đã đặt viên đá đầu tiên trên khoảng đất rộng 12 hecta tại trung tâm thành phố Sài Gòn để xây dựng dinh toàn quyền Đông Dương, với chủ ý phô trương uy thế chính quyền thực dân ở châu Á. Dinh được đặt tên là Dinh Norodom và được thiết kế theo phong cách cổ điển mang chút lãng mạn tân Baroque. Dinh hoàn thành vào năm 1871. Từ tháng 3 đến tháng 9 năm 1945, dinh trở thành nơi làm việc của chính quyền Nhật ở Việt Nam. Sau khi Nhật thất bại trong chiến tranh thế giới thứ hai, Pháp trở lại chiếm Nam Bộ, dinh Norodom lại trở thành trụ sở làm việc của bộ máy chiến tranh xâm lược của Pháp ở Việt Nam. Ngày 7 tháng 9 năm 1954, dinh được bàn giao cho chính quyền Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Diệm đã đổi tên dinh thành Dinh Độc Lập. Từ đó, Dinh Độc Lập trở thành nơi ở của gia đình Ngô Đình Diệm và là nơi chứng kiến nhiều biến cố chính trị. Ngày 27 tháng 2 năm 1962, phe đảo chính đã ném bom làm sập toàn bộ phần chính cánh trái của dinh. Do không thể khôi phục lại, Ngô Đình Diệm đã cho xây một dinh thự mới ngay trên nền đất cũ, nhưng vẫn giữ tên gọi Dinh Độc Lập. Dinh được xây theo đồ án thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, người Việt Nam đầu tiên đoạt giải Khôi Nguyên La Mã, Pháp. Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế dinh theo khuynh hướng kết hợp giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại, sử dụng vật liệu tiên tiến để diễn tả tâm hồn Việt Nam. Công trình được khởi công vào ngày 1 tháng 7 năm 1962 trên nền dinh Norodom do thực dân Pháp xây dựng từ năm 1868. Đến ngày 31 tháng 10 năm 1966, dinh chính thức được khánh thành. Khu nhà chính hình chữ T, diện tích mặt bằng là 4.500 m², nằm ở vị trí trung tâm của khu đất. Đây từng là nơi ở và làm việc của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Khu này có 3 tầng lầu, 2 gác lửng, 1 sân thượng, 1 tầng nền và tầng hầm. Tổng diện tích sử dụng là 20.000 m², chia làm 95 phòng. Mỗi phòng có một chức năng riêng, kiến trúc và cách trang trí phù hợp với mục đích sử dụng của mỗi phòng. Sau năm 1975, khu nhà chính này tiếp tục được sử dụng một số phòng, còn lại để phục vụ du khách tham quan. Ngoài các khu nhà trên, ở góc trái dinh, phía đường Nguyễn Thị Minh Khai, còn có một nhà bát giác đường kính 4 m, xây trên một gò đất cao, xung quanh không xây tường, mái ngói cong cổ kính, làm nơi hóng mát, thư giãn. Với chiều cao 26 m, dinh Độc Lập tọa lạc trong khuôn viên rộng 12 hecta rợp bóng cây. Bên ngoài hàng rào phía trước và phía sau dinh là hai công viên cây xanh. Giữa những năm 1960, đây là công trình có quy mô lớn nhất miền Nam
và có chi phí xây dựng cao nhất, 1.500 lượng vàng. Hệ thống phụ trợ bên trong dinh rất hiện đại. Đây là di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng, được đông đảo du khách trong nước và nước ngoài đến tham quan. Cái bố cục đó, nó chỉ lại có nét hở, nét đặc để chặn lại cái không gian đó. Và có cái nét hở ở dưới tầng mái để có một cái bàn mái nó dài ra, nó ở chiều sâu nó. Chính cái đó là tạo được cái tỷ lệ trong kiến trúc. Và ông tìm cái hình giác trong cái tỷ lệ đó. Cho nên chúng ta nhìn thấy nó cứ nằm trong cái thị giác của mình, thấy rất là dễ chịu. Rồi chính cái đó là khi ông đặt vị trí đó, thì vị trí nó là do ông Đức Sư người Pháp đặt đúng cái vị trí đó. Thì nói trong cái khu vực đó, cái đẹp đó, là chúng ta phải nói tới ba người đó. Một ông người Pháp quy hoạch cả toàn khu, từ đường cư dẫn, Vinh Rodon, nhà thờ bà Tô Sơ Quyên, rồi nhà Hotel de Ville, tức là ủy ban mình, rồi cái sở thú đó là quy hoạch không gian đó. Rồi tới cái ông giáo sư vẽ cái này đó, là ông đặt cái vị trí của cái dinh thống nhất đó, là ở giữa cái trục chéo của lộ đài. Và ông quy hoạch cái đường vòng này, cái đường vòng thay vì của mình là đi dẹp đường vòng nhỏ mà đi đường vòng xa, rồi còn các đường cây phía trước và phía sau đó. Và khi mà trồng đó, thì nó có khoảng trống, khoảng hở và cái khoảng dày đặc, rồi có cây cao cây thấp. Thì như vậy đó, khi mà lúc trước đó, lâu đương nhiên hôm nay thì do cái điều kiện thành phố nó phát triển, nhiệt độ tăng, cho nên cái sứ mở nó không có. Chứ khi mà cách nay là thời 1900 mấy, mười mấy rồi đó, rồi 1945 rồi là 50, rồi tất cả đó, thì có thể nói rằng là cái lúc đó thì sứ mở nó còn. Thì cái dinh độc lập chúng ta cắt đầu có khoảng thời gian đó, và cái vườn cây trong đó, viết lên cái trúc cổ của Pháp. Thế thì cái sương mờ đó nó len vào trong cái tảng cây, và buổi sáng sương mai ánh sáng nó liên xuyên qua những cái khoảng trống đi xuống đồng đất, tại đó chúng ta thấy một cái rừng cây, cái sương mờ nó có và những tia sáng đi xuống. Khi thiết kế, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ muốn tìm một ý nghĩa văn hóa cho công trình, nên mọi sự xếp đặt từ bên trong nội thất cho đến tiền diện bên ngoài, tất cả đều tượng trưng cho triết lý cổ truyền, nghi lễ phương Đông và cá tính của dân tộc. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật kiến trúc hiện đại với kiến trúc truyền thống phương Đông. Toàn thể bình diện của dinh làm thành hình chữ cát, có nghĩa là tốt lành, may mắn. Vẻ đẹp kiến trúc của dinh còn được thể hiện bởi bức rèm hoa đá mang hình dáng những đốt trúc thanh tao bao xung quanh tầng 2. Đi vào bên trong dinh, tất cả các đường nét kiến trúc đều dùng đường ngay sổ thẳng. Các hành lang, đại sảnh, các phòng đều lấy câu chính đại quang minh làm gốc. Sân trước của dinh là một thảm cỏ hình oval có đường kính 102 m. Màu xanh của thảm cỏ tạo ra một cảm giác êm dịu, sảng khoái ngay khi bước qua cổng. Phần chính mặt đứng của công trình được bao bọc bởi hệ lam, rèm hoa đá. Dinh độc lập có mặt đứng hướng về phía đông bắc, là hướng khuất của ánh sáng trực tiếp của mặt trời từ hướng chính đông. Hướng của dinh không thể thay đổi, vì đó là điểm kết của trục đường Lê Duẩn. Vì vậy, để thu được ánh sáng tối đa vào công trình, cần có biện pháp kỹ thuật hợp lý. Chính những ấn tượng, điều học hỏi từ thuở nhỏ đã giúp kiến trúc sư Ngô Viết Thụ nảy sinh ý tưởng từ bức cửa bàn khoa của các cung điện, và nhà nghệ sĩ đã để tâm hồn mình rung động theo tư duy thẩm mỹ truyền thống. Người Việt ta sống với thiên nhiên, hòa quyện vào nó với tình cảm thân quen, gần gũi và mộc mạc, nhưng cũng rất tinh tế. Thiên nhiên đến với họ qua những khoảng mở như cửa đi, cửa sổ ngang, những đoạn cổ diêm dọc mái. Ánh sáng được làm cho thanh khiết hơn, dịu dàng hơn nhờ những mái hiên, các sân thiên tĩnh, nhờ những con sông tiện, những bức vách bằng tre nứa. Thứ ánh sáng tự nhiên nhẹ nhàng ấy tạo nên sự ấm cúng trong căn nhà. Đó cũng là lý do để kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế bức rèm hoa đá cho mặt tiền dinh độc lập, với ý thức dùng kỹ thuật hiện đại của phương Tây kết hợp tư duy thẩm mỹ truyền thống. Nó dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến các hình tượng đa nghĩa khác nhau như con sông tiện,
chiếc độc bình hay các giống trúc vốn là biểu trưng cho tính quân tử trong quan niệm của người phương Đông. Chúng đem lại cảm giác quen thuộc, đặc biệt với cách bố trí thành ba hàng và chia các khoảng không gian theo số lẻ. Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ đã tự mình vẽ, hoàn thành việc tính toán kỹ thuật chiếu sáng để có thể tạo ra một hình thức hiệu quả, đồng thời đáp ứng cho yêu cầu thẩm mỹ công trình mà ở bất cứ vị trí nào của mặt trời, không gian không bị hắt bóng, mà ánh sáng được khuếch tán và phản chiếu nhiều lần, khiến cho nội thất hừng sáng nhẹ nhàng, cùng với luồng không khí tỏa vào từ bên ngoài. Nhờ thế, không gian hành lang trở nên thoáng hơn, rộng hơn và vẫn bừng sáng đến tận cuối buổi chiều. Chuyển thể từ triết lý của ngôi nhà ba gian hai trái, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ đã thiết kế thành công một dinh độc lập hiện đại nhưng mang phong vị dung dị rất Việt Nam, thoát hẳn những ảnh hưởng sâu sắc của kiến trúc Pháp và hình ảnh của dinh Norodom trước đó. Với dinh độc lập, ông đã khắc họa được tư tưởng, kiến trúc và con người như một tiểu vũ trụ hài hòa trong một tổng hòa vũ trụ rộng lớn. Khu vực là dinh độc lập của đó, thì khu vực đó là một cái quả đồi, nguyên thủy của nó ngày xưa là một quả đồi, cho nên khu vực này đất rất là cứng. Và khi mà công trình mà xây dựng trên một cái nền đất cứng thì điều đó là một cái ưu điểm rất là lớn, và đó là một cái ưu điểm là rất là lớn của cái vùng đất đã mang lại cho công trình. Và cái hai nữa là cái sự kết cấu mà vững chắc của cái bê tông cốt thép á, chính vì vậy mà làm cho công trình nó cái tuổi thọ chắc chắn là nó sẽ bền vững hơn rất là nhiều so với kiến trúc truyền thống. Kiến trúc truyền thống chúng ta thì chúng ta thấy rằng nó chỉ phần lớn là đó là gỗ và đối với hay là những cái vật liệu thiên nhiên như là đá thiên nhiên chẳng hạn, thì chính những cái loại đó thì như gỗ chẳng hạn thì chỉ có thể là được vài chục năm, còn đối với đây là một công trình bê tông cốt thép, chính vì vậy mà cái sự bền vững của nó sẽ chắc chắn và nó sẽ chắc chắn hơn về vật liệu truyền thống rất là nhiều. Khi thiết kế, kiến trúc sư muốn tìm một ý nghĩa văn hóa cho công trình, nên mọi sự trang trí, xếp đặt về mặt tổng thể, từ nội thất cho đến tiền diện bên ngoài, đều tượng trưng cho triết lý cổ truyền, văn hóa phương Đông và cá tính của dân tộc Việt. Vẻ đẹp kiến trúc của dinh còn được tô điểm thêm bởi những bức phù điêu. Mỗi bức phù điêu là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, vừa có tác dụng trang trí, vừa để nối liền các cửa sổ phía trên và phía dưới, tạo thành một khối làm tăng vẻ đẹp bên ngoài. Bước vào cổng chính, ta không thể tiến thẳng vào dinh, mà phải đi theo đường vòng cung quanh thảm cỏ hình oval phía trước. Cách tổ chức này theo đúng truyền thống Việt Nam, trong đó thảm cỏ, hồ nước đóng vai trò bình phong cho toàn bộ công trình. Dừng lại trên đường vòng cung chích 45 độ so với mặt trước, ta sẽ thấy dinh độc lập hiện ra với mặt tiền dài thăm thẳm, mất hút trong rừng cây phía sau. Theo kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, đây mới là mặt tiền đích thực của công trình, cấu thành bởi các đường nét dọc, ngang, gân guốc, tính dương và các đường cong mềm mại, tính âm của bức tường hoa phía trước mà ông gọi là rèm hoa đá, phối hợp cân bằng. Theo ông, mặt đứng ở góc này phong phú và gợi cảm hơn góc nhìn từ cổng chính. Lối vào theo hình oval cũng đem lại tầm nhìn nhiều chiều cho tác phẩm. Chuỗi phối cảnh liên tục biến đổi khi ta tiến dọc theo lối vào này. Khi thiết kế dinh, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ rất chú ý đến chất liệu, màu sắc, chi tiết trang trí nội thất. Trong dinh có 4.000 ngọn đèn các loại và hàng chục tác phẩm mỹ thuật quý giá. Tất cả đều có mô típ trang trí gợi nhớ các họa tiết cổ truyền trong nhà cửa, đền chùa, cung điện Việt Nam. Những bức phù điêu, tượng đắp nổi, chạm trổ trên gỗ, thép uống, tay vịn cầu thang đều mang dáng dấp Việt. Đặc biệt, trong dinh thự hiện nay còn lưu giữ được rất nhiều các tác phẩm nghệ thuật. Trong phòng đại yến có bức tranh sơn dầu của chính kiến trúc sư Ngô Viết Thụ hoàn thành năm 1966. Bức tranh màu nước Việt Nam Quốc Tổ trong phòng khánh tiết của họa sĩ Trọng Nội. Rồi bức tranh Bình Ngô Đại Cáo của họa sĩ Nguyễn Văn Minh miêu tả cảnh thanh bình của non sông gấm vóc đất nước ta ở thế kỷ 15 sau khi vua Lê Lợi lãnh đạo nhân dân chiến thắng quân Minh xâm lược.
Hiện nay, trong di tích còn lưu giữ được hàng chục các bình gốm cổ của Trung Hoa từ thời Minh, Thanh, với những đề tài trang trí vô cùng phong phú. Từ đại sảnh, ta đi thẳng vào phòng khánh tiết, là phòng có quy mô lớn nhất Dinh Độc Lập, sử dụng để tiếp khách. Phòng này có hai hàng hiên rộng mát, có thể tiếp đón cả ngàn khách. Trên tấm thảm đỏ trải suốt mặt nền, bố trí những chiếc ghế bành và bàn nước. Mọi người đến đây luôn ngừng lại để ngắm nhìn bức tranh Đức Quốc Tổ Hùng Vương đang phóng bút đặt tên nước Văn Lang. Đường nét khá mạnh, toát lên khung cảnh thời các vua hùng dựng nước trên 2.000 năm trước. Phòng đại yến kê nhiều bàn ghế chiêu đãi thượng khách với thảm nền và màn tuyền một màu nhạt êm dịu. Bức họa lớn có tên Sơn Hà Cẩm Tú Thái Bình Thảo Mộc chiếm cả mảng tường nền, do chính kiến trúc sư Ngô Viết Thụ sáng tác, mang tính hỗn dung nghệ thuật hội họa Đông Tây. Phòng tiếp khách của Phó Tổng thống chiếm trọn một cánh dinh. Phòng này khá rộng nhưng trang trí đơn giản, chỉ xếp nhiều ghế bành và bàn trà tiếp khách. Trong phòng treo hai bức tranh, một bức vẽ cảnh Khuê Văn Các trong Quốc Tử Giám ở thủ đô Hà Nội, nói về tinh thần hiếu học của nhân dân Việt Nam. Bức kia vẽ cảnh vua Trần Nhân Tông nhường áo cho người hành khất, nói lên lòng vị tha, nhân ái của người lãnh đạo đất nước. Trước mắt thì tôi có thể nói về cái phong thủy của cái dinh này. Đầu tiên đó là cái điểm đại kỵ trong phong thủy là thường thường là cái đường nó đâm vào nhà. Nhưng mà trong mọi cái vấn đề về phong thủy thì đều có cách hóa giải hết. Thứ nhất là cái đường Lê Duẩn này từ thời Norodom đó, thì không biết là Pháp họ có qua phong thủy hay không. Nhưng mà về nguyên tắc thì họ có thể là một cái tình cờ nó cũng là phù hợp với phong thủy. Chẳng hạn như đường nó đâm vào nhà thật, nhưng là một cái đường đó, hai đầu là hai cái đoạn cục. Đầu kia là sở thú, bảo tàng lịch sử, đầu này là dinh. Thì như vậy á, là nó làm giảm tốc cho cái con đường đâm vào, thì là nó giảm được một phần cái xấu và ảnh hưởng vào dinh. Cái thứ hai là lúc trước đó thì tôi nhà ở đi học mỗi ngày đường Ta Be, thì đi ngang đây thì tôi thấy là ở ngay cái ngã ba đây đó thì có một cái đèn đỏ, thì nó làm giảm tốc cái xe nó đi về hướng dinh. Nó là một cái thứ hai, nó giảm cái hóa giải cái xấu. Cái thứ ba là phía trước dinh đó, chúng ta có một cái đường oval vào dinh thì sẽ đi hai bên, đó là một cái hóa giải thứ ba. Cái thứ tư là xây dựng một cái hồ nước, và hồ nước này phải phun. Thực ra hồi xưa là phun thường xuyên, thì khi mình phun lên mình tạo một cái màng nước ra, một cách hóa giải. Nhìn đến cái vấn đề phong thủy, chúng ta nên nhìn nó như một cái góc nhìn khoa học nhiều hơn, nó thể hiện cái ý tưởng văn hóa nhiều hơn. Dinh Độc Lập còn gọi là Dinh Thống Nhất hay Hội trường Thống Nhất, là công trình kiến trúc đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh, được xếp hạng di tích quốc gia năm 1976 và di tích quốc gia đặc biệt năm 2009. Ông đã để lại một cái tác phẩm kiến trúc, mà kiến trúc nó có giá trị nghệ thuật, mà kiến trúc của nó lại bây giờ lại có giá trị bây giờ là kiến trúc xanh. Chính nó cũng là thể hiện một phần kiến trúc xanh, là kiến trúc hiện đại. Ở thời điểm đó chưa nói tới kiến trúc xanh đâu. Thời điểm mà thập kỷ mà 50-60 là người ta chỉ nói là kiến trúc nhiệt đới thôi, làm sao che nắng nè, có hành lang xung quanh nè, để cái nhà nó mát nè, gió thoáng tự nhiên nè, là người ta nghĩ tới kiến trúc nhiệt đới. Nhưng bây giờ nó là một trong các tiêu chí về kiến trúc xanh, bởi vì kiến trúc xanh thì có 5-6 tiêu chí nữa, nhưng mà thời điểm đó người ta làm được là thành công rồi. Chính đó là giá trị của một cái nền kiến trúc của thập kỷ 60-70 và những là kết quả, những cái thành quả mà sư Việt Nam tạo ra, thu nhập từ trên thế giới. Công trình kiến trúc Dinh Độc Lập đó là có thể nói rằng đó là một công trình tiêu biểu, và công trình tiêu biểu của kiến trúc đương đại Việt Nam cho đến bây giờ. Tại vì sao công trình nó đã có thể nói rằng nó đã sử dụng rất là lâu rồi, đã thi công và đã hoàn thành lâu rồi, nhưng đến hiện nay thì nó vẫn không có bị lỗi thời, không bị lỗi mốt. Chúng ta nhìn nhận là lúc nào nó cũng mới hết, lúc nào nó cũng đẹp, nó toát lên được một vẻ đẹp mà có thể gọi là rất là quý phái. Tại vì nó là một cái công trình mà nó mang được cái bản sắc kết hợp rất là hài hòa
giữa cái kiến trúc phương Đông và kiến trúc phương Tây. Cụ thể ở đây là cái nét văn hóa của phương Đông được thể hiện ở đây rất là cụ thể, rất là rõ nét. Đầu tiên là có thể là về bố cục mặt bằng. Và chúng ta thấy rằng là phía trước công trình đó là một cái hồ nước. Và nếu như chúng ta để ý kỹ thì hồ nước là lúc nào thỉnh thoảng thì có nước cung lên đúng không? Thì nó giống như một hồ ngọc vậy. Nó điểm tô cho công trình rất là đẹp. Và nó cũng là, nếu mà bên lĩnh vực phong thủy á, thì nó giống như là một cái minh đường để cho công trình. Sau lưng công trình đó là nguyên một rừng cây rất là xanh mát và rất là cao. Thì cái rừng cây đó gọi là cái hậu chủng cho công trình, lúc nào cũng có một cái hậu chủng phía sau, lúc nào nó cũng êm đềm. Và bên tay trái của công trình đó, thì chúng ta thấy là nó có một quả đồi. Và bên trên quả đồi đó thì là một cái tòa nhà lục giác. Thì đây là một cái bố cục riêng về mặt bằng thôi, là một bố cục rất là hài hòa về phong thủy. Và bên cạnh đó thì về mặt đứng của công trình đó, thì công trình chủ đạo chính vẫn là màu trắng và màu vàng nhạt. Thì chính cái màu này, nếu mà chúng ta để ý thì nó là một cái màu trung tính. Thì cái màu trung tính này rất là dễ, đối với nó rất là hội nhập về thiên nhiên, rất là dễ dàng. Ví dụ như nó có thể là, ví dụ như một ngày nào đó, một buổi sáng tinh mơ chẳng hạn, bầu trời một màu hồng, thì công trình thì chúng ta cảm nhận hình như công trình nó cũng hơi màu hồng. Tại vì kiến trúc phương Đông thì nó bao giờ cũng vậy, nó hiền hòa, và nó kiến trúc và công trình và thiên nhiên và công trình nó là một bản ca, nó rất hài hòa với nhau. Đó là một cái nét văn hóa phương Đông rất là rõ nét. Và bên cạnh đó, chúng ta nếu mà chi tiết hơn nữa thì chúng ta thấy rằng kiến trúc sư Ngô Viết Thụ đã rất là tinh tế, đã đưa rất là nhiều những cái phù điêu long lăng quy phụng, kiến trúc sư đã khéo léo và đã sắp đặt nó vào cái công trình. Còn ở đây chúng ta thấy rằng cái nét văn hóa phương Tây ở chỗ nào, tại vì công trình là kiến trúc sư Ngô Viết Thụ đã dùng là cái kết cấu chính đó là bê tông cốt thép. Thì chính cái đường nét của bê tông cốt thép nó rất là khỏe khoắn, rất là mạnh mẽ, và cái ngôn ngữ kiến trúc nó đã thoát lên được cái nét đẹp. Và cái sự mạnh mẽ ở đây thì chúng ta nhìn rằng là nó cũng rất là gần gũi với thiên nhiên này, gần gũi với con người qua cái những cái họa tiết chi tiết trang trí. Ví dụ chúng ta nhìn cái mặt tiền á, thì chúng ta có được những cái lam vừa che nắng, vừa có chức năng là che nắng, vừa cũng là một cái họa tiết của những cái đốt tre được cách điệu rất là tinh xảo mà kiến trúc sư Ngô Viết Thụ đã gửi gắm vào công trình. Và chính như vậy chúng ta thấy rằng công trình là một cái sự một giống như là một bản ca rất là đẹp về hài hòa giữa kiến trúc phương Đông và kiến trúc phương Tây. Đến tham quan Dinh Độc Lập, di tích quốc gia đặc biệt, chính là trở về với cội nguồn, nơi ghi dấu chiến công lịch sử của nhân dân ta, mở ra cho chúng ta một thời kỳ mới, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Đến đây để thấy tự hào là người Việt Nam, đi tham quan một công trình kiến trúc đẹp có giá trị về lịch sử và văn hóa của thành phố Hồ Chí Minh. Lượng khách tham quan Dinh Độc Lập ngày càng tăng theo từng năm, từ việc phục vụ khách tham quan trong nước tới người nước ngoài. Tất cả dường như có một quan niệm: đến thành phố Hồ Chí Minh mà chưa thăm Dinh Độc Lập là một điều đáng tiếc. Dinh Độc Lập được biết đến với hai cái giá trị mà ngày nay chúng ta càng nhắc. Một, nó là một chứng tích của một thời kỳ. Đó là cuộc chiến mà chúng ta biết rằng nhân dân Việt Nam phải đương đầu với đế quốc Mỹ xâm lược. Một cuộc chiến nó thể hiện tinh thần của nhân dân. Và cuộc chiến đó, cách mạng Việt Nam đã giành lấy thắng lợi. Thì hiện nay, ý nghĩa của Dinh Độc Lập nó thể hiện tinh thần thống nhất của nhân dân Việt Nam. Tinh thần mà nhân dân Việt Nam đã phải trải qua những cái quá trình lịch sử lâu dài, chiến đấu gian khổ để mà thực hiện và hoàn thành cái sự nghiệp này. Đó là thống nhất đất nước. Đối với công trình đó thì chúng ta nó là những một sự biểu tượng của cái sự hội nhập nhưng mà không có hòa tan, hòa nhập nhưng không hòa tan. Thì nó có hòa nhập nhưng mà chúng ta lấy được cái ưu điểm của một cái nền kiến trúc đương đại của cả thế giới luôn. Nhưng mà chúng ta, cái ưu điểm của người Việt mình cũng có rất là nhiều. Mà chúng ta ở đây, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ đã hội nhập được cái điều đó, kết hợp rất là một, giống như là một bản ca rất là tuyệt vời giữa cái nền văn hóa phương Đông mình, và cụ thể là Việt Nam, và kết hợp những cái lối kiến trúc hiện đại của nước ngoài.
để tạo nên một cái công trình, vừa là tạo nên được một nét văn hóa, vừa tạo nên được cái sự vững chãi cho công trình. Chính vì vậy mà có thể nói rằng nó là một công trình gọi là tiêu biểu cho kiến trúc đương đại Việt Nam hiện nay. Và nó cũng là một cái bài học lớn, một bài học rất là thực tế, một bài học rất là sinh động cho đối với những ai mà nghiên cứu công trình kiến trúc và đang loay hoay đi tìm thế nào là kiến trúc phương Đông, thế nào kiến trúc phương Tây, và mà loay hoay đi tìm hiểu cái sự kết hợp hài hòa nó như thế nào. Thì đây chính là một cái bài học rất là sinh động về vấn đề đó. Theo Ban Quản lý Dinh Độc Lập, trong thời gian tới, để phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của di tích Dinh Độc Lập, Hội trường Thống Nhất, đơn vị đang lập đề án đổi mới công tác trưng bày và thuyết minh tại di tích lịch sử Dinh Độc Lập nhằm tăng sự phong phú, sống động, hấp dẫn trong công tác trưng bày, thuyết minh để thu hút và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong nước và quốc tế. Năm 2015, sẽ xây dựng nhà trưng bày về Dinh Độc Lập qua các thời kỳ, đổi mới lộ trình tham quan và hình thức thuyết minh bằng các pano, biển báo, biển chú thích, bảng tên phòng, tăng cường nghiên cứu, sưu tầm hiện vật trong và ngoài nước, phục vụ công tác trưng bày. Thưa quý vị khán giả, chương trình Di sản văn hóa ngày hôm nay đã mang đến cho chúng ta thật nhiều thông tin bổ ích và thú vị, đặc biệt là lối kiến trúc chiết từ chữ Hán của Dinh Độc Lập. Và có lẽ chính lối kiến trúc đặc sắc này đã góp phần đưa Dinh Độc Lập trở thành một biểu tượng không thể không nhắc đến khi nói đến đất nước và con người Việt Nam. Đến đây thì chương trình Di sản văn hóa xin được phép khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.